Một ngày thần tài. Đấy. Đây, thần tài đây. Ở đây thần tài đây. Thì muốn con bạch tuộc kêu. Bóp bóp. Con bạch tuộc kêu. Bóp bóp. Ơ trời nắng mà anh. Chào anh. Chào các bác. Con bạch tuộc kêu. Con xem 2 là 9 hay là 10 ạ? Ở đấy cứ xem nào, con nào từ 2 là 10 lên đến 13. Rồi. Em có từ 2 là 9, 2 là 10, 2 là 11. Có anh ạ, có mà. Có 2019. Để 2019. Nhìn thật, để em bảo 2019. Nhìn mà thật nó cũng khác gì là Lai Chin nhỉ. Lai Chin để ai hơn. Lai Chin nó qua nhiều app rồi. Đây con này mới vào 2019 này. Đang cho xem 2010 đây anh. 28 này này. Anh ơi, anh cho con thùng kiến ép sát vào là hộ em phát. Để cho anh Y10 này đi ra. Ra luôn chưa anh? Ra luôn rồi. Đâu, ra luôn đi, em đánh ra luôn. Đang ra rồi. Đang liên tục. 4953. À nhầm, 45453. Đó. À, không nổi đâu. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại chương trình Hãy Chọn Giá Đúng. Chuyên mục Hãy Chọn Giá Đúng của chúng ta ngày hôm nay thì có sự hiện diện của một em Kia K3000 đời 2009 mới về. Đấy. Một em K3000 đời 2009 mới về này. Một em Kia K3000 đời 2014 mới về luôn. Đời 2014 mới về. Đời chót của Kia K3000. Về tải trọng cũng như là về chiều dài thùng thì nó vẫn thế. Hai con này là con 212. Đó, con này á. Đây. Con này là... nào. À đâu, 9 mấy anh, 2 lẻ mấy, người ta bỡ ngỡ. 96, đời 96. Chưa có chủ. Chưa có chủ nhá. Chưa chủ mã gì cả. Có hai em này 212 này. Đấy, một con biển 29, một con biển 98. Còn con này 212 anh ạ. Giá? Giá 212 235. Vâng. Như nhau ạ. Tiền bằng nhau. Tiền bằng nhau, anh chọn con nào thì chọn mà thích con nào cũng được. 2010 đây, con này 2010. Còn ở trong này thì còn một số những mẫu xe cũng tầm tầm giá như vậy. Ví dụ con biển 37 này này. Biển 37 đời 2011 này. Biển 88 này đời 2013 này. Đấy. Nhìn chung thì Kia K3000 thì có rất là nhiều tầm khung giá từ trên dưới 200 triệu có rất là nhiều. Đời từ 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14. Còn rất nhiều anh em có thể đến ủng hộ đặt xe tải. Và cần chi tiết thông tin dòng xe nào thì cứ inbox, gọi điện, Zalo cho đặt xe tải có số điện thoại hiện trên màn hình nhá. Không. Còn biển 98 nó đang hết dầu với lại hết bình kìa. Tối nay làm con 2552 anh nhá. Anh xem hết đi nhưng mà chốt con đấy đúng không? Chốt để xem đúng không? Được rồi. Được rồi, ok em sẽ làm cho anh lỗ. Đẩy ra anh xem trước đi. Đẩy ra đi. Được rồi. Đẩy ra một tí cho nó thoáng, xem cho dễ đã. Xong rồi em đi mua dầu ống đổ. Em con này. Yeah, anh xem hết các đời 22 rồi đi. Còn con này là điều hòa công ty. Anh về chở món gì? Anh chở đồ ra dụng đồ khô mà. Đồ khô à? Đấy không dùng thùng kín à hay dùng thùng bạt? Dùng thùng kín hơn nhưng mà không có đấy. À, thùng bạt thì chúng em bán nó dễ hơn, thùng kín thì ít. Thùng kín ở đây còn một con 208 thôi. Tưởng có con đời 2010 thùng kín thì nên. Còn con 208 thùng kín thôi. Con 208 đấy, con thùng kín đây rồi. Có chỉ cầm
Con đấy đi trăm mấy? Con đấy bán rẻ mà, 165 triệu quay đầu. Thùng kín thì bán nó sẽ chậm hơn, phải phù hợp với công việc người ta mới mua. Thùng bạt thì đa dụng, thùng bạt anh muốn kín thì kín được ngay. Anh em thư báo toàn mua cao 165 thùng bạt xong lót be khung ở trong ấy, kín bưng luôn. Còn lúc nào bỏ ra thùng bạt là thùng bạt, vẫn chụp bạt bên ngoài. Đông lên này. Thế đang đợi câu bình lên và đổ dầu vào. Đổ rồi. Căng đét rồi. Rồi chỉ chờ điện thôi. Điện á? Đun ra đủn. Đủn. Đủn ra ngoài đường. Nhà vác đủn ra ngoài đường. Thế chỉ sợ nó tụt dầu ấy chứ đủn. Lỗ em nó đang để vòng tua 2000 cho dầu nó lên đều. Còn mua cái chợ dưới Đông Anh kia nó mệt lắm. Nó là chợ thì nó sẽ hỗn độn. Hỗn độn lung tung. Thì anh sẽ tự đi tìm. Nó thét cái con K140 đời 2015 thùng inox biển số Sài Gòn nó thét 300 nhỉ? Cái gì đấy? Đùa thôi. Thì có quyền anh mặc cả nhiều. Không, của tôi là lên, của tôi là chỉ hỏi cái nó đã hết 300 rồi chứ nói nhìn thùng lốc đẹp. Thường ở trong miền Nam thì thường nó sinh ra nó đã là thùng lốc rồi. Nó tất cả là thùng lốc đẹp mà xe con 14 nó đẹp. Cứng ra mà. Đúng rồi. Nhưng mà thách giải các bạn. Đã biết mà giảm cái gì. Mà đã biết Hà Nội bắt buộc nó không để nào bán rẻ được. Với lại nữa là anh phải biết xem xe thì anh mua được xe đẹp. Chứ nếu không biết xem thì đôi khi là anh mua giá cao vẫn được không được xe đẹp. Đấy. Thực sự để nói anh em tôi là toàn nhưng không phải là thợ đâu, toàn những anh em chạy xe là lên là mua để chạy thôi. Không phải thằng nào là thợ ra, thằng anh em tôi lên là chỉ mua, định lên là bập. Bông mới cốc gần 200 cây số lên đây đâu phải đơn giản. Thế hôm nọ họ điện cho vợ rồi bảo có con nào ca 2010 thì thùng kín thì lên, bảo đạn trả lời một lần là có con 208 gì đấy. Đây bảo không thích. Từ 20 lên 13 con kiềm kín là ok. Hôm nay cứ chẳng hỏi nữa, chỉ bảo tinh vi đi. Quay có mấy con rồi cứ lên bạt được, kín được. Bố thì xong cứ lòng vòng đầu năm. Bác buổi sáng xem 22 giờ quay lại đây. Rồi quay lại chốt kèo đây. Bên kia là anh em Linh Bình đang xem con K2700. Chốt kèo 22 lên đường. Chào anh em nhá. Chào biết thì giấy tay anh ơi. Sau một thời gian gọi là anh em cân kèo đấy. Từ sáng đến chiều và đã chốt. Chúc anh em là phát tài phát lộc. Mày...